Cái chủ đề này thì dành riêng cho cả những anh chị mà đang độc thân và cả những anh chị đang có gia đình. Anh chị nhá, anh chị nào ở trong cái Zoom của chúng ta đang đang độc thân thì comment giúp tôi số 1, tức là chuẩn bị mong muốn có một người chồng, người vợ thì comment số 1. Anh chị nào mà đang gọi là đang đã từng từng có gia đình nhưng mà lại lỡ một cái phần đò nào đó của vợ chồng anh chị ấy thì comment số 2. Còn anh chị nào đang thực sự có một cái ngôi nhà, số 3 là vợ và chồng, có con có cái, vợ chồng bên nhau thì comment số 3 anh chị nhé. Chúng ta sẽ được gửi đến cái chủ đề này. Bởi vì cái chủ đề này mà giải mã xong thì anh chị có chồng có vợ rất là nhanh. Chủ đề này mà anh chị xử lý đúng năng lượng thì anh chị sẽ hoàn toàn có được một cái ngôi nhà số 3 đúng nghĩa. Ngay cả khi anh chị đang có vợ có chồng mà anh chị thấy ở đâu đó mình chưa thực sự là chính mình, cái chính cái vợ chồng của mình ấy, được không nào? Đây thì có khá là nhiều anh chị đang có khá là nhiều bạn bạn trẻ đang độc thân. Các bạn độc thân mà vẫn ngồi ở đây. Rồi. Thế thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng nếu như anh chị đang độc thân mà muốn có một cái người nào đó đến với trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? À? Mà cái tốc độ đến với trong cái cuộc đời của mình thì anh chị biết là những anh chị nào mà mở được cái chìa khóa rồi thì anh chị ấy kết hôn với người chồng người vợ là trong tích tắc thôi. Có ở trong cộng đồng gia đình hạnh phúc bền vững này anh chị biết là có người đã kết hôn trong vòng một tuần anh chị nhá, là kể từ yêu lẫn cho cưới rồi này kia, làm thủ tục mọi thứ là ầm 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 luôn, và không phải một người mà đã là hai người tôi đã ghi nhận rồi anh chị ạ. Và điều đặc biệt là hai cái người ấy cực kỳ hạnh phúc với người chồng của mình, bởi vì là họ có được cái sự bảo an rất là chắc chắn của năm ngôi nhà. Chứ không phải kết hôn vội vàng mà chia tay, mâu thuẫn nặng nề đâu, mà là họ đã bắt đầu một cái hành trình của năng lượng mới. Nên là tôi mong rằng những anh chị nào mà đó đang khao khát gia đình lắm rồi nhưng mà lại chưa thấy mình đến được với một cái người để thương mình thật, thì có thể đây là cái buổi sáng dành cho anh chị sau một cái thời gian rất dài anh chị chưa từng nghe cái chủ đề này bao giờ cả. Và cũng có thể anh chị nào đó đã từng có ngôi nhà số 3 nhưng mà lại một lần lỡ hẹn rằng anh chị đã phải chia tay nhau, trước đó anh chị không có biết được cái phần anh chị chia tay nhau chỉ giải quyết phần ngọn của ý thức thôi, nên là hôm nay anh chị sẽ thấy mình rõ hơn để mình có được một cái gì ạ, có một cái năng lượng khác để hiểu rằng anh chị còn có ba quyền lựa chọn. Bình thường anh chị chia tay xong có nhiều anh chị đã chán nản với người chồng người vợ rồi quyết định rằng là đàn ông phụ nữ trên thế giới này cũng cũng gì à, cũng không như mình mong đợi, thế là mình lại chọn một phương án là mình chắc là mình độc thân đến trọn đời. Thế rồi có, nhưng anh chị biết rằng là đó chỉ là một phương án. Rồi nhiều anh chị bảo rằng là thôi tìm một cái người đàn ông hoặc là một người phụ nữ khác để thay thế cho cái người chồng người vợ cũ, thế là anh chị chọn cái người chồng người kết hôn tái xin lỗi đi một đi đi một bước nữa. Nhưng mà sau khi anh chị đi một bước nữa thì anh chị thấy cái người chồng người vợ thứ hai đấy thì còn còn gì ạ? Còn có năng lượng còn không tốt bằng cái người trước đây của anh chị. Thế là anh chị còn đang có ý định muốn chia tay và ly hôn nữa cơ. Thế thì lại có một cái phương án nữa cho cái nhóm số 2 này, tức là anh chị vẫn có thể tái hôn lại với cái người chồng người vợ của anh chị mà, được không ạ? Trong cộng đồng của chúng ta cũng đã có những người tái hôn lại sau một khoảng thời gian 10 năm. Ngày hôm qua sinh nhật cô anh thì cô ấy chở con gái của cô ấy lên, thì chính cô con gái mà năm nay 16 tuổi hay là 10, 10, 15 tuổi gì đó đấy, thì cô ấy bảo rằng là
mẹ lên thành phố thì nhớ ghé thăm thầy cô. Thì cái cô gái ấy thì mới chở đứa con gái, người con gái vào trong cái tại văn phòng mặt trời. Thì nhìn cái khuôn mặt của cái cô bé này thì nó gần như được giải phóng anh chị ạ. Cái cách đây 1 năm khi tôi gặp cô ấy ở ngay tại cái Tây Ninh, khi mà hai vợ chồng mới mới có ý định về với nhau đó, thì cô ấy né mọi người và cô ấy thì chào cái rồi rụt rè chạy ở phía sau, nấp sau tường nhà, rồi cô ấy biến mất ở đâu tôi không thấy nữa. Nhưng mà bây giờ thì cô ấy nở một cô gái con gái nở một nụ cười rất là tươi. Và tôi hỏi rằng là khi mà hai bố mẹ đã tái kết hôn trở lại sau 10 năm thì con cảm thấy như thế nào, thì cô ấy nói rằng là con cảm thấy được hạnh phúc và con tự nhiên con nói nhiều hơn, con được là chính mình anh chị nhá. Nên là anh chị thấy rằng là khi mà anh chị thuộc nhóm 2 thì anh chị có 3 lựa chọn lận đấy, chứ không phải một lựa chọn đâu, được không nào? Còn anh chị ở nhóm 1 thì tất nhiên là anh chị sẽ có một cái lựa chọn, là anh chị sẽ tiến tới một cái người hạnh phúc hay là một cái người mà mang lại khổ đau. Còn cái nhóm 3 thì anh chị sẽ thấy rằng mình ở trạng thái là muốn ly hôn đến nơi hay là mình muốn giữ đến tận cùng ấy, được không nào? Thì anh chị vẫn còn có 2 lựa chọn cơ mà. Nên anh chị sẽ yên tâm rằng là ngày hôm nay anh chị coi thử mình cái lựa chọn của mình ở trên cầu hay dưới cầu anh chị nhé. Và để anh chị làm được cái việc này ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta biết được rằng để chúng ta có nhiều cái lựa chọn như vậy là chúng ta sẽ phân biệt được ở đâu là lựa chọn trên cầu và đâu là lựa chọn dưới cầu. Nên anh chị thấy rằng là những người mà không giải được năng lượng này thì khi họ rớt vào cái nhóm một ấy, là cái nhóm mà chuẩn bị cưới một người chồng, người người vợ mới, thì họ hết 5 lần 7 lượt là đã có người yêu chứ không phải không. Nhưng mà họ không thể kết hôn, họ không thể thì ký vào cái giấy kết hôn, mà thậm chí họ không thể lập gia đình được, mà họ cứ luôn đi tìm kiếm. Mà càng tìm kiếm thì họ càng cảm cảm thấy là cái cuộc hôn nhân nó ngoài tầm tay của họ, chứ không phải họ không có người yêu đâu, được không nào? Đấy, và cuối cùng thì họ không biết là tại sao. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là anh chị sẽ có một cái năng lượng để chúng ta xử lý cái gì trước hết. Ngay cả khi anh chị đang là người trong cái nhóm này, và ngay cả khi anh chị đang là cái người mà cha hoặc là mẹ của anh chị mà có cái con gái và con gái trai của anh chị như vậy, trong ngày hôm nay thì cái chủ đề này vẫn dành cho anh chị nha. Thế thì còn nhóm 2 thì như tôi đã phân tích là có 3 lựa chọn. Nhưng 3 lựa chọn đấy thì cuối cùng thì nó có 2 kết quả thôi. Kết quả số 1 đó là cho dù anh chị ở thuộc cả 3 nhóm thì chúng ta đều có 2 kết quả. Kết quả là chúng ta sẽ đón được một cái gì, một cái phần cân bằng của hạnh phúc thật, hay là chúng ta sẽ đến với chủ đề này với một cái gì ạ? Với một cái sự mất năng lượng lâu dài, tức là có nhiều mâu thuẫn chúng ta đến, và có nhiều cặp vợ chồng sau khi đến với nhau thì họ có được một cái sự là tương hỗ về mặt năng lượng và hai vợ chồng làm ăn rất là phát triển. Nhưng có những cặp vợ chồng khi đến với nhau thì họ bị mất năng lượng ở đó, và khi mà họ mất năng lượng ở đó thì họ không còn làm công việc nữa. Công việc của họ có thể làm nhưng mà càng làm thì họ mất năng lượng. Và những cái phân tích và nghiên cứu của tôi trong cái hành trình mà 3 năm qua trong cộng đồng với gần chục là lượt ngàn người mà đã trông qua các lớp của tôi, thì tôi nhận ra một điều rằng là cái năng lượng anh chị chôn vùi ở trong cái việc mà dưới cầu của cái mâu thuẫn hôn nhân nó ngốn anh chị mất cả cái tuổi thanh xuân, chứ không phải là đáng lẽ ra anh chị bị mất năng lượng nhiều đến thế. Nên trong cái vấn đề này thì anh chị sẽ nhìn thấy được một cái gì ạ? À, Ngọc Lý vừa comment là con gái là 13 tuổi. Đấy, có con gái 13 tuổi mà lớn hơn cả mẹ, cao hơn cả mẹ luôn, nhưng mà nhìn cô ấy rất là gì ạ? Nó gần như được giải phóng anh chị ạ. Cô ấy nói nhiều hơn, cô bé ấy nói thanh toát hơn, rồi lại vô tư hơn. Đấy. Nên khi mà anh chị
hiểu về một cái điều gì đó của chúng ta giải phóng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ biết được một cái năng lượng rất là lớn. Bình thường thì anh chị thường nghe tôi nhắc đến một cái loại năng lượng, đó gọi là loại năng lượng chi phối. Cái loại năng lượng chi phối này chúng ta thường được nhắc đến rồi, nhưng mà để gỡ nó ra thì gần như anh chị chưa bao giờ được để ý. Nhưng mà anh chị đang thuộc nhóm nào đi chăng nữa thì anh chị giúp tôi để nhận diện này. Trong số các anh chị ở đây thì kể cả anh chị độc thân, kể anh chị mà đã từng lỡ đò, và kể cả anh chị đang có chồng có vợ nhé, anh chị giúp tôi một việc như sau. Hãy nhận diện cho sự thực sự chuẩn xác để anh chị đưa về cái việc đúng đắn của mình. Đầu tiên anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ về cái câu hỏi này nhé. Trong số những anh chị ở đây, anh chị nào vẫn thấy rằng là trong cái cuộc hôn nhân của mình, và cả cái cuộc tình yêu của mình, và cả cái hôn nhân sắp tới của mình, và thậm chí cả cái việc mình lựa chọn người yêu, thì mình bị một cái cảm giác mình đang đang gì ạ? Đang sống với một cái năng lượng chi phối nào đó ngoài mình. Tôi lấy ví dụ như anh chị đang cảm thấy yêu cái cô gái đấy rồi, yêu cái chàng trai đấy rồi, nhưng mà khi anh chị đưa về ra mắt gia đình bố mẹ ấy, thì sau đó anh chị trở nên lạnh nhạt với cô gái ấy và chàng trai ấy. Hoặc cũng có những lúc anh chị đang đối xử với người yêu, với lại người chồng người vợ của anh chị rất là bình thường, thế đột nhiên người chồng người vợ của anh chị trở nên giống như một người khác ấy. Đối xử anh chị giống như là mẹ chồng hoặc mẹ vợ hoặc là bố vợ hoặc là ai đó, mà tóm lại là anh chị thấy không phải là cái người mà anh chị đã từng hoặc là đang đang ở ở với cạnh. Và đây là một cái cách mà chúng ta nhận diện nó chuẩn xác hơn với tình huống này. Cái câu hỏi này có vẻ nó sẽ hơi dài một chút, nhưng mà anh chị hiểu về cái điều sau này. Tức là anh chị có những lúc nào đó anh chị đang sống với người chồng người vợ của anh chị, rồi đột nhiên anh chị thấy người chồng người vợ của mình đối xử y chang như một người khác. Tức là kể cả cái người mà anh chị đang đang thương, đang yêu, họ đối xử giống như là ai đó đang nhiễm vào họ đấy, mà anh chị hoàn toàn là không biết tại sao. Ví dụ như là anh chị đang quen với một người người đàn ông đấy, hoặc là một cô gái ấy, và hoặc là một cái người chàng trai ấy, nhưng mà sau một thời gian, sau một cái việc là cậu ấy về nhà hoặc là cô ấy về nhà, anh chị thấy sao họ quay ngoắt 90 độ, hoặc là có người thấy thấy quay được một phát là 180 độ luôn. Anh chị không biết là tại sao luôn. Được không nào? Và chúng ta lúc đó thì chúng ta rất là giận dữ, chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta thấy rằng là sao anh này đối xử với tôi như vậy, sao lại cô lại đối xử như vậy? Mặc dù mọi chuyện đang rất là bình thường anh chị nha, đang diễn tiến. Và anh chị hãy quan sát điều này thật kỹ, bởi vì ở trong chúng ta nó có một cái loại năng lượng chi phối, nó loại năng lượng chi phối này không phải là anh chị, mà là một cái dạng năng lượng khác đang đang gì ạ? Đang đi vào đang mục của một ngôi nhà nào đó, đi vào trong anh chị, có thể là đi vào người chồng của anh chị để đối xử với anh chị như vậy, và đi vào người vợ của anh chị đối xử như vậy. Và chúng ta không biết tại sao. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Nhưng cũng có khi mình thấy người chồng người vợ, nhưng cũng có khi lại thấy chính mình ấy. Mình đang chuẩn bị kết hôn với một người chồng người vợ, hoặc là kết hôn với một cái người đàn ông đấy rồi, nhưng mà sau khi về nghe một cái góp ý của cái người người thân thôi, không có thể không phải là người cha người mẹ, có thể là người người anh ruột hoặc là em ruột hoặc là bất kỳ ai, hoặc là cái đứa bạn bè, anh chị bắt đầu quay trở lại, anh chị đối xử với người mà anh chị yêu thương ấy nó không như ban đầu nữa, và anh chị cũng không biết là tại sao mà mình lại đối xử với họ khắt khe như vậy.
mình lại trở nên khó chịu với họ như vậy. Và nếu như chúng ta là cái người như vậy thì lại comment giúp tôi số 1 nhé. Nhưng nếu mà chúng ta là người mà thấy chồng hoặc vợ hoặc người yêu hoặc là ai đó đang yên đang lành với anh chị như vậy mà lại trở nên đối xử với anh chị như vậy thì comment tôi số 2. À, được không ạ? Hãy suy nghĩ kỹ về điều này nha. Và chỉ khi nào anh chị có thể giảm được năng lượng chi phối này thì anh chị mới có thể đến với cuộc hôn nhân này trọn vẹn giống như bản chất là ngôi nhà số 3. Vào cuối tuần này thì sau khi anh chị hiểu về việc là tại sao ngôi nhà số 3 lại nó lại tách hoàn toàn độc lập với ngôi nhà số 2, nó tách hoàn toàn với cái nhánh của ngôi nhà số 3, nó tách hoàn toàn với ngôi nhà số 4, thì anh chị sẽ hiểu rằng khi mà anh chị đứng ở trên ngôi nhà số 3, tức là anh chị hoàn toàn có thể tái thiết lập toàn bộ cái năng lượng của ngôi nhà số 3 này như thể là chính anh chị là người quyết định từ đó trở về sau. Còn nếu như anh chị không có đứng ở trên ngôi nhà số 3 này mà anh chị vẫn gán ghép lại một cái từ khóa là gia đình lớn và gia đình nhỏ, tức là anh chị để kể cả bố mẹ rồi ông bà rồi anh chị em ở trong đó, thì lập tức là anh chị sẽ sống với người chồng và người vợ ấy với cái năng lượng của người xung quanh chứ không phải chính anh chị. Mặc dù đôi lúc là nó không phải là thường xuyên, năng lượng chi phối này không xuất hiện thường xuyên, nhưng mà nó lại xuất hiện vào những cái lúc mà anh chị đang căng thẳng nhất. Tôi lấy ví dụ, có những lúc anh chị đang cãi nhau với chồng với vợ, anh chị về với mẹ vợ rồi anh chị về với mẹ bố chồng rồi mẹ chồng, anh chị bảo không sống với được với nhau thì chia tay đi. Và anh chị giữ cái năng lượng và giữ cái quan điểm bao bọc này ở phía sau anh chị, và anh chị đối xử với người chồng, người vợ của anh chị rất là bất cần, bởi vì anh chị nghĩ rằng là ở phía sau anh chị đã được gia đình hậu thuẫn, nên là chúng ta sẵn sàng có thể không có lo lắng gì cả, và khi đó chúng ta dùng những cái việc quyết định là bất cần hơn và chúng ta dùng cái bản ngã của chúng ta cao hơn. Vậy thì ở trong cái tình huống này, đây cũng là một dạng năng lượng chi phối. Vậy cái năng lượng chi phối của chúng ta nó xuất hiện rất nhiều nơi anh chị nhé, và anh chị sẽ không biết nó đến từ đâu. Cũng có một dạng năng lượng chi phối khác, đó là cái người chồng, người xin lỗi, người người đàn ông mà đang yêu anh chị đó, hoặc là người phụ nữ đang yêu anh chị đó, thì họ đang cùng một lúc tìm hiểu hai người, và họ cùng một lúc tìm hiểu hai người thì họ bắt đầu rơi vào hai trường năng lượng, một trường năng lượng của chính anh chị và một trường năng lượng của một người phụ nữ hoặc người đàn ông khác. Thế thì khi đến với anh chị thì họ bắt đầu dùng cái năng lượng của cái người kia thì đối xử với anh chị, và tự nhiên họ lại không thể đến được với cả hai người phụ nữ ấy và cũng không đến được với cả hai người đàn ông đấy. Nhưng mà nếu mà bằng một cách tinh tế nào đó thì anh chị sẽ hiểu ra rằng cái người mà đang bên cạnh anh chị không phải là họ, mà là đang bị một cái trường năng lượng chi phối, chứ không phải lúc nào người bên cạnh của anh chị cũng là anh, cũng là chồng, là vợ, là gì, là người yêu của anh chị đâu. Và cái chủ đề này nếu mà anh chị phân tích thật kỹ thì anh chị sẽ hiểu rằng cái nguồn năng lượng chi phối nó bắt đầu từ đâu anh chị nhé. Khi mà chúng ta nhận diện như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng hai vợ chồng đang yên đang lành như vậy, chỉ cần cô vợ nói chuyện một chút với người người bố vợ hoặc là mẹ vợ thôi, thế là tự nhiên cũng cái phong mâu thuẫn đấy với hai vợ chồng, thế hôm sau cô ấy đùng đùng hơn và cô ấy trở nên là gì ạ, cô ấy trở nên là ngỗ ngược hơn và cô ấy trở nên là khó chiều hơn và cô ấy trở nên bất cần hơn. Và tương tự như vậy, anh chị đang đang gì ạ, đang yên đang lành với người chồng của anh chị, tự nhiên có một cái tình huống là ngày ngay ngày hôm sau đó, trong một cái cuộc cãi vã, anh chị thấy anh ta trở nên là nóng tính hơn, gia trưởng hơn và khó chiều hơn, và anh chị tìm hiểu cho kỹ thì anh chị mới thấy rằng anh ta vừa có một cuộc điện thoại về nhà vào ngày hôm trước, kiểu kiểu như vậy. Nhưng cũng có thể anh chị sẽ không bao giờ biết được cái cuộc điện thoại nào trong giây phút đó cả, nhưng mà năng lượng chi phối này nó nằm sẵn ở bên trong, năng lượng này nó nằm sẵn ở bên trong. Nên có nhiều người khi mà đến với cộng đồng mà họ chuẩn bị kết hôn rồi, mà họ đã gần như tuổi của họ đã
gì đã qua cái tuổi kết hôn rồi mà họ không thể nào cưới vợ cưới chồng được, là bởi vì ở chuẩn bị cái khoảnh khắc mà họ quyết định đến với cuộc hôn nhân này, họ lại nghĩ rằng cái người chồng người vợ này có mang lại cái điều mà mình mong đợi với họ đối xử tốt với mẹ với bố hay là như vậy hay không, hay tương tự họ lại có một cái câu hỏi khác, họ bảo rằng là mình chuẩn bị kết hôn với người này xong thì bố mẹ của mình có thực sự ưng ý hay không ta. Với cái câu trả lời nếu mà chuẩn xác rằng nếu anh chị hỏi câu hỏi đấy thì không bao giờ anh chị kết hôn được người chồng người vợ nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì về mặt bản chất là trong nguyên tắc của các cái ngôi nhà tôi đã nhìn thấy dòng chảy của nó, thì để hài lòng tuyệt đối với một ai đó với cái lựa chọn của anh chị thì câu trả lời là không. Nên nếu như chúng ta đang hỏi một cái câu hỏi như vậy thì về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ không thể đến với cuộc hôn nhân nữa. Nên có những anh chị bắt đầu thấy rằng là mình đến với người chồng người vợ này, mình có sợ họ giống với bố của mình đã từng lăng nhăng hay không, sợ giống với mẹ của mình là từng đã làm bố mình tổn thương hay không, hoặc đôi khi anh chị lại sợ rằng cô ấy không thể giống mẹ của mình đang là như thế này, cô ấy không thể giống bố của mình. Đại loại anh chị sẽ có những cái nỗi sợ mà nó xuất hiện từ đâu không ai, nhưng mà anh chị lại không thể nhận ra điều này trong cái cuộc sống bình thường. Anh chị chỉ biết rằng là mình đã yêu rất nhiều người đàn ông, mình đã yêu rất nhiều cô gái nhưng mình không thể kết hôn được. Được không nào? Thì đây là một cái loại năng lượng chi phối, và loại năng lượng chi phối này khiến anh chị sống không còn là anh chị nữa, nhưng anh chị lại không biết điều này nó nguy hiểm và nghiêm trọng ra sao. Mà chúng ta hiểu rằng nếu như anh chị chỉ có nhận diện một cách chuẩn xác cái nguồn năng lượng chi phối nó xuất phát từ đâu, nó xuất phát từ cái việc là bố mẹ vợ của anh chị, bố mẹ chồng của anh chị, hay là xuất phát từ người bạn thân của họ, hay là xuất phát từ cái người anh người em của họ, hay là xuất phát từ đâu, xuất phát từ cái người mà anh ta cô ta đang đang gì ạ đang tìm hiểu cả hai, hoặc xuất phát từ đâu, xuất phát từ chính cái gì ạ chính cái bên trong của cậu ấy. Bên trong của cậu ấy thì nó thường nằm ở cái hạt giống của ngôi nhà số 2 ấy, là chính là bố mẹ ông bà của anh ta đấy, cô ta. Thì như vậy thì anh chị sẽ hiểu rằng cái điều mà khiến anh chị không thể tái thiết lập được trọn vẹn với cái góc của ngôi nhà số 3 là bởi vì xung quanh cái năng lượng của ngôi chuẩn bị anh chị đi về nhà này thì có một cái loại năng lượng chi phối, và nó là một bức tường vô hình ngăn cản anh chị đến với cái về với ngôi nhà này. Nên anh chị muốn quyết định được cái phần mà anh chị có thể tái thiết lập được cái góc của ngôi nhà số 3 là vợ là chồng của anh chị tuyệt đối, thì anh chị nhất thiết anh chị phải ngắt cái nguồn năng lượng này, nhận diện của nó xuất phát từ đâu và anh chị phải ngắt nó. Hãy tĩnh lặng một chút để ngẫm xem với chính anh chị thì nó đang xuất phát từ đâu, với chính cái người chồng người vợ đó nó xuất phát từ đâu, với chính cái người đàn ông đấy thì nó đang xuất phát từ đâu, chứ không phải hoàn toàn anh chị đang được là anh chị trong cuộc đời này đâu. Nên khi mà anh chị hiểu rằng tình huống này chúng ta nó xuất phát từ đâu thì anh chị sẽ hiểu và thông cảm rằng cái thời điểm đó không phải là chồng của mình đang đối xử với mình đâu, họ đang nhiễm trường năng lượng của bố chồng đấy. Tình huống đó họ không phải là vợ của mình đâu, họ đang nhiễm cái trường năng lượng của bố vợ đấy. Hoặc là tình huống đấy họ không phải là họ đâu, mà anh chị thấy rằng là họ đang nhiễm cái trường năng lượng của cái người em vợ hoặc là anh vợ đấy. Anh chị sẽ hiểu rằng cái nguồn năng lượng này là một cái loại năng lượng vô hình mà nó đang chi phối liên tục lên cái cuộc sống của anh chị mà anh chị không biết. Và điều nguy hiểm hơn là cái nguồn năng lượng này là hầu hết là nguồn năng lượng dưới cầu. Nguồn năng lượng trên cầu thì nó đỡ, nhưng nguồn năng lượng dưới cầu thì chúng ta thấy là nó nói gì ạ? Nó âm thầm và nói gì ạ? Nó chiếm hết cái không gian của anh chị trở về cái ngôi nhà số 3. Nên đó là lý do mà anh chị không thể nào mà trở nên là cái người mà kết hôn, hoặc thậm chí sau khi kết hôn xong cái nguồn năng lượng này vẫn tiếp tục chi phối và khiến cho gia đình của anh chị lục đục. Vì bản thân cái mâu thuẫn trong trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm đầu của bất kỳ cặp vợ chồng này nào đều là đương nhiên.
Tại sao nó được gọi là đương nhiên? Là tại vì anh chị đang nhớ rằng là anh chị cũng có một cái bánh răng, và vợ của chồng của anh chị cũng có một cái bánh răng. Khi anh chị về với nhau thì anh chị sẽ có một cái hệ thống gồm những cái bánh răng đang lăn và khớp vào nhau. Thì khi mà nó chuẩn bị cái quá trình nó lăn nó khớp vào nhau thì hai cái bánh răng nó còn mới mà, nó sẽ rất là sắc, nó rất nhọn, nó sẽ cứa vào nhau, đúng không nào? Thế thì tất nhiên nó mất một cái khoảng thời gian 2 đến 3 năm đầu nó lăn thì tất nhiên nó phải mâu thuẫn chứ. Nhưng chúng ta lại không chấp nhận được điều này và chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta đang đang gì ạ? Đang thơ mộng như là thở ban đầu khi anh chị chưa về với hai cái bánh răng này, chưa để gần nhau. Anh chị yêu nhau nhưng bánh răng của anh chị đã xếp vào nhau đâu. Anh chị chỉ kiểu kết kết hôn nữa thì năng lượng của cái bánh răng này nó bắt đầu thật sự xếp vào cái gì ạ? Cái năng lượng của ngôi nhà số 3. Nên đó là lý do mà chúng ta không thể nào đó có một cái cuộc sống hôn nhân, ngay cả khi hạnh phúc, ngay cả khi chúng ta kết hôn, nếu mà anh chị vẫn cứ để nguồn năng lượng này tiếp tục chi phối mà chúng ta không biết nó xuất phát từ đâu và nó nghiêm trọng như thế nào. Và tương tự như vậy, nếu như ngày hôm nay có anh chị nào là bố là mẹ mà thấy con mình chưa kết hôn thì anh chị cũng hãy kiểm tra lại xem có khi nào ở trong mình đang chi phối con của anh chị hay không mà anh chị lại không biết nha. Nếu giả sử như anh chị còn biết thì còn đỡ, còn anh chị ở đây là không biết. À, mà anh chị không biết thì anh chị sẽ càng nghĩ rằng là mình càng nôn nóng, mình càng mong chờ con của mình kết hôn thì mình càng gì ạ? Càng khiến cho nó độc thân lâu dài hơn, bởi vì cái điều mà anh chị đang chi phối, được không nào? Nên vậy thì ai là người mà quyết định được trong tình huống này? Điều đầu tiên người quyết định là cái người nhận diện chính xác cái nguồn nó xuất phát, cái người mà có thể ngắt được cái nguồn năng lượng này. Nên đôi khi cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, đôi khi không phải bản thân mâu thuẫn của hai vợ chồng nó đổ vỡ, mà là do cái sự hậu thuẫn năng lượng chi phối của bên chồng bên vợ mà họ không hay. Và cái sự hậu thuẫn này là nó âm thầm ở phía sau và nó chi phối ở phía sau, và nó là một bức tường vô hình khiến cho anh chị về với ngôi nhà số 3 rất là khó khăn. Nên từ cái việc nhận diện chuẩn xác đó thì trong cái lúc này anh chị nếu mà đang độc thân thì anh chị hãy coi thử xem mình đang bị chi phối bởi đâu. Và nếu mà anh chị đang có đã từng mà ly hôn một lần hoặc là đã từng lỡ đò một lần thì anh chị coi anh chị đang bị chi phối ở đâu, người chồng người vợ của anh chị đang bị chi phối từ nguồn nào. Nếu mà anh chị đang có cái cuộc hôn nhân trôi chảy, anh chị sẽ thấy hạnh phúc ạ. Nếu mà cuộc hôn nhân đó hạnh phúc thì anh chị thấy là nguồn năng lượng chi phối này có xuất phát từ bố từ mẹ hay không. Và đó là ngay cả khi anh chị hạnh phúc nhé. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh chị thường xuyên mâu thuẫn thì anh chị thấy người anh chị có bị thường xuyên chi phối bởi cái nguồn năng lượng nào đó hay không. Nếu mà anh chị nhìn ra được cái nguồn năng lượng này thì anh chị mới bắt đầu có được một cái gì ạ? Có một cái quyết định độc lập của cái ngôi nhà số 3 nó mới trở về. Và khi cái nguồn năng lượng độc lập của ngôi nhà số 3, anh chị sẽ hiểu rằng anh chị sẽ xếp cái nguồn năng lượng của ngôi nhà số 2 trên anh chị một cấp. Trên anh chị một cấp nhưng mà nó được tách ra khỏi cái ngôi nhà số 2 đấy. Tức là bố mẹ của anh chị nó tách ra hoàn toàn. Còn cái người anh ruột rồi em ruột rồi tất cả những người khác trong họ hàng cô dì chú bác thì nó chỉ là nhánh của ngôi nhà số 3 thôi. Nó không bao giờ là chính cái nguồn năng lượng của anh chị cả. Nhưng mà vì anh chị không tách ra được cái sự độc lập này rõ ràng ấy nên chúng ta mới bị cái nguồn năng lượng này liên tục đi vào bên trong anh chị mà chúng ta không có phân biệt được là nó đến từ cái nhánh hay là đến từ cái góc hay đến từ ngôi nhà trên đó, mà anh chị vẫn cứ sống với nó một cách bình thường. Mà đến lúc mà chuẩn bị mâu thuẫn hoặc xung đột xảy ra trong một cái sự kiện nào đó thì anh chị mới bắt đầu hiểu rằng mình đang xử lý và đối xử với người chồng người vợ anh chị giống như thể là năng lượng của cái người thân của mình, hoặc năng lượng người bố của mình, người mẹ của mình, hoặc năng lượng của một cái người anh ruột em ruột của anh chị đang đối xử với họ mà thôi. Và anh chị hiểu rằng cái lúc đó anh chị không phải là anh chị đâu, mà lúc đó anh chị đang đợi bị một người khác. Nên nếu mà những anh chị mà đang độc thân mà muốn kết hôn thì anh chị đầu tiên phải nhận diện cái nguồn xuất phát là anh chị đang bị dính vào cái người bố người mẹ của anh chị hay không. Nếu có, và anh chị cũng nhìn dùm luôn cái người người gì ạ? Người mà anh chị đang yêu á, họ bị dính cái nguồn năng lượng nào, thì hai anh chị bắt đầu nói chuyện với nhau
thì vài về mặt ý thức, nhưng anh chị hãy nhắc nhủ nhau khiêm hạ để xin phép là được ngắt cái nguồn năng lượng này. Và khi anh chị dừng cái nguồn năng lượng này thì bắt đầu anh chị mới trở lại là anh chị. Khi anh chị trở lại với anh chị thì mọi quyết định của anh chị thì khi đó chúng ta mới độc lập với cột nghiệp của anh chị. Còn nếu không thì anh chị có kết hôn đi chăng nữa thì nguồn năng lượng chi phối này vẫn đi thẳng vào cái ngôi nhà số 3 của anh chị. Nên anh chị sẽ bị để cho bố mẹ anh chị dẫm lên cái cột nghiệp của anh chị, cột phước của anh chị mà anh chị không hay. Và có thể rằng anh chị bảo là cái điều bố mẹ của chúng ta là có quyền chi phối đến con cái, nhưng anh chị hiểu rằng là phước phần của bố mẹ nếu có tốt lành đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể 15 năm đầu đời từ lúc họ sinh ra mà thôi. Còn sau đó thì càng tiếp tục chi phối thì cả người bố người mẹ đó cũng khổ, cả con cái họ cũng khổ và họ không thể nào tạo dựng được cái ngôi nhà số 3 của họ nữa. Họ vẫn kết hôn với chồng với vợ nhưng thực ra là họ đang gì ạ? Họ đang sống cái nguồn với cái nguồn năng lượng của ngôi nhà số 2 trên cái chính cái ngôi nhà đấy. Nên thành ra từ đó họ không thể nào có thể tạo ra được một cái nội lực đủ lớn. Và khi họ không tạo ra được nguồn nội lực đủ lớn ấy, thì họ sẽ bị phụ thuộc mãi mãi suốt cuộc đời. Và nhiều cái cặp vợ chồng họ luôn nỗ lực, hai vợ chồng đó kiếm tiền chỉ nỗ lực để cho bố mẹ của họ là tự hào về họ và ghi nhận về họ mà thôi, chứ không có phải là vì cái ngôi nhà số 3 của họ là cần thiết phải làm điều đó. Mà đôi khi chính họ lại là cái người mà vẽ ra cái nguồn năng lượng đấy, chứ không phải là do bố mẹ chi phối anh chị nha. Tức là từ bên trong của họ thì có một cái loại hạt giống của ký ức nào đó mà khiến cho họ là nghĩ rằng bố mẹ của họ là như vậy. Nhưng bằng một cái cách quan sát tinh tế nhất thì anh chị đều có thể thấy rằng cái nguồn nó xuất phát ở đâu. Và khi mà anh chị ngắt được cái nguồn năng lượng chi phối này thì anh chị sẽ dễ dàng kết hôn hơn, dễ dàng yêu cái người anh chị yêu hơn, và dễ dàng anh chị không có gì ạ, không có 5 lần 7 lượt yêu người này thì yêu một đoạn rồi lại cứ chia tay, yêu người này một đoạn thì lại phải phải gì ạ, phải tìm hiểu người khác. Bởi vì anh chị không biết rằng là cái nguồn năng lượng chi phối đã kéo họ đi, và chính anh chị đã đặt cái bức tường ở giữa, và từ đó anh chị không còn là anh chị nữa. Vậy thì đây là một quá trình mà chúng ta không phải gỡ là gỡ được ngay, mà chúng ta phải liên tục khiêm hạ với ngôi nhà. Nếu mà nó xuất phát từ ngôi nhà số 2 thì anh chị cần phải khiêm hạ với ngôi nhà số 2 và nói với bố mẹ anh chị là xin phép ngắt cái điều đó. Nhưng mà nếu mà anh chị thấy thì nó xuất phát từ nhánh của ngôi nhà số 3 là người người gì ạ, người thân của anh, người anh người em họ của anh chị, thậm chí là cả cái ông bạn thân nhất của anh chị, thì cũng xin phép ngắt được cái nguồn năng lượng đấy. Hoặc là anh chị nhìn thấy nó xuất phát từ một cái dạng năng lượng khác, ví dụ như là ở ngôi nhà số 4, thì cũng phải xin phép ngắt cái này và liên tục hành cái quá trình làm việc như vậy. Anh chị ngắt không phải là vì anh chị ngắt luôn cả phước, mà anh chị bảo rằng là cái quá trình mà anh chị bị cái năng lượng dưới cầu chi phối thế này và xin phép ngắt cái nguồn năng lượng chi phối dưới cầu để cho anh chị được là anh chị, và từ đó anh chị sẽ đi đến một cái mối quan hệ mà hoàn toàn không bị chi phối bởi năng lượng này. Và điều mà anh chị nhìn thấy rằng là 80% mọi cái cặp trên thế giới này đều đang sống với nguồn năng lượng chi phối, chứ không phải là ít đâu. Nên chẳng qua là chúng ta đang không nhận ra, chúng ta không biết rằng chúng ta đang đối xử với chồng, với vợ như thể là chúng ta là bố mẹ của chúng ta đang đối xử với, ở bên trong ta đang đối xử với họ. Nên nếu như giả sử như bất chợt một thời điểm nào đó anh chị cứ về với bố mẹ ruột, bố mẹ chồng, anh chị cứ nghe người ta xúi anh chị rằng là sống không được thì chia tay nó đi, mày thiếu gì người yêu mày đâu, anh chị hãy biết chắc rằng đó là họ đang chi phối cả ý thức và tâm thức của anh chị rồi đó. Nhưng mà nếu như cái thời điểm đó anh chị đang đối xử đang trong lành, đang tốt với mọi người, mà khi chỉ cần anh chị nghĩ tới cái người nhà của anh chị thôi, anh chị bắt đầu đối xử như thể là có một cái nguồn năng lượng nào đó bảo trợ và bao bọc ở phía sau, thì anh chị cũng xin phép để ngắt cái nguồn năng lượng này. Và từ đó anh chị sẽ bắt đầu kết hôn nhanh hơn, anh chị sẽ cưới chồng cưới vợ nhanh hơn,
chứ không phải dai dẳng từ năm này qua năm khác, mà anh chị yêu hết người này người khác mà cứ gì ạ, cứ chia tay hết lượt này đến lượt kia mà vẫn chưa kết hôn được là vì cái việc này anh chị nhá. Nên khi anh chị muốn tạo thiết lập được cái với cái mối quan hệ với cái người mà anh chị đang yêu, ở trong tình huống này là anh chị đang sẵn sàng để tạo dựng được một cái ngôi nhà số 3 của anh chị, thì hãy xin phép ngắt mọi nguồn năng lượng chi phối, để được là anh chị đã ngắt ở từ phía bên chồng, bên vợ, ngắt từ bên cả bên nam bên nữ. Còn anh chị đang có được mối quan hệ mà đang gì ạ, đang chưa đến với mối quan hệ khác, anh chị cũng phải ngắt cái nguồn năng lượng chi phối trước. Còn nếu không thì anh chị đến với mối quan hệ tiếp theo thì chỉ là đang nhân bản lại, hoặc là đang lặp lại quá khứ của cái mối quan hệ trước mà thôi. Còn nếu như anh chị đang là sống với chồng với vợ có mâu thuẫn hay không, trong cái mâu thuẫn đó anh chị nhìn ra cái năng lượng chi phối là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu cái điều đó xuất phát từ cái bản ngã của anh chị, vì cái bản ngã của anh chị mà nó lại cộng với nguồn năng lượng chi phối nữa thì cuộc hôn nhân đó rất là mất năng lượng, rất dễ mất tuổi thanh xuân và rất là tốn cái nguồn lực để anh chị có thể tạo ra được một cái mạch hạnh phúc ở trong cái ngôi nhà thứ ba này. Nên từ đó anh chị sẽ hiểu rằng khi mà chúng ta đã ngắt hoàn toàn khỏi nguồn năng lượng chi phối như vậy xong thì anh chị mới chính là anh chị, và mọi thứ sẽ đến với anh chị nhanh hơn. Kết hôn thì kết hôn nhanh hơn và đúng người hơn. Nếu mà anh chị sống với cái cuộc hôn nhân hiện tại nó trở nên hạnh phúc hơn, nó không phải là cuộc hôn nhân mà bởi cái nguồn năng lượng của bên ngoài nữa, và từ đó anh chị sẽ thấy rằng là ở trong anh chị sẽ trở nên chính cái góc của cái ngôi nhà anh chị đang ở. Ví dụ như anh chị đang kết hôn rồi thì chính cái góc của ngôi nhà số số 3. Còn nếu mà anh chị đang độc thân thì chính cái góc của ngôi nhà số 1, chứ không phải do nguồn năng lượng chi phối ở ngôi nhà số 2, nhánh số 3 ở đâu đó khác xâm chiếm trong cái tâm hồn của anh chị. Và từ đó anh chị sẽ hiểu rằng chúng ta nhớ một cái chi tiết rằng là cái nguồn năng lượng này nó không biểu hiện rõ ràng ở bề mặt, nên chúng ta rất khó nhận biết. Nhưng mà mỗi lần mâu thuẫn chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta quan sát thật sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng là gần như nó đang xuất hiện, được không ạ? Và đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ hoàn toàn kiểm soát thoát lại cái cuộc đời của mình theo một cái cách rất là độc lập, và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng mọi cái quyết định trong cái ngôi nhà của anh chị nó do anh chị, chứ không phải là do cái nguồn năng lượng chi phối này. Chỉ vì chúng ta không nhận ra nó nên chúng ta đã để nó đi vào trong các cái ngôi nhà của anh chị một cách âm thầm, mà từ đó anh chị lại cứ sống với cái cột nghiệp cột phước của người kia, và cũng khiến cho người ta dính mắc trên cuộc đời của anh chị. Nếu mà anh chị làm được cái việc này nó sâu lắng và thường xuyên thì anh chị mới chính là anh chị, là một cái nhân sinh quan độc lập trong cuộc đời này, để anh chị hoàn toàn có thể quyết định trên cái phước phần của mình trong lành hơn. Cảm ơn các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi mong rằng cái bài giảng này sẽ bổ sung cho cái nghi thức số 7, nghi thức kim hạ của anh chị được có những cái từ khóa nào đó để anh chị mở được cái cánh cửa mà đóng anh chị bấy lâu nay. Cảm ơn các anh chị một lần nữa. Và nếu như anh chị rõ về cái bài giảng này rồi thì tôi mong rằng anh chị mở cái chìa khóa để anh chị có kết hôn thì kết hôn nhanh hơn. Có anh chị có đến với một cái mối quan hệ rồi, anh chị sẽ ngắt được có những cái mâu thuẫn không đáng có, để anh chị dồn cái năng lượng vào những cái thứ tốt lành hơn. Và từ đó anh chị sẽ thấy rằng là cuộc sống của anh chị với chồng anh chị dễ chịu hơn. Cảm ơn anh chị một lần nữa và xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo. Xin lỗi vì ngày hôm nay đã lố mất 9 phút của anh chị rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.